Xin chào mọi người nhé, mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mặt bốn phương cho các bạn xem nhé. Đây là mặt ghế quầy bar này, ghế spa này, hoặc là ghế trang điểm mà các bạn thích mặt vuông đơn giản này thì các bạn có thể linh động mua mặt riêng nhé. Nếu các bạn có chân rồi mà mặt các bạn hỏng ấy, các bạn muốn mua mặt ghế thay thế nhé mọi người. Bây giờ đến gần đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm này mọi người này. Đệm của nó dày 7cm nhé, đệm dày 7cm nhé. Các bạn nhìn này, độ hoàn thiện sản phẩm rất chi là cao này, mũi của nó này, mũi máy này rất chi là đẹp nhá, bo viền da chắc chắn nhá. Kích thước là của nó là 35-35 nhá mọi người. Cái này có hai loại lỗ nhá, lỗ 8 và lỗ 10, lỗ 10 nhá. Bạn đo cái lỗ ngang này giúp mình nhá. Nếu mà nhỏ như này là 8 là lỗ nhỏ nhá. Còn lỗ 10 là lỗ to nhá, thì tùy vào chân ghế của các bạn kích thước như nào thì các bạn chọn mặt ghế cho phù hợp nhá mọi người. Đấy, hàng này thì mình có sẵn tầm hơn chục màu như thế này, thì tùy vào nhu cầu các bạn có thể chọn màu sắc cho hợp lý nhá. Thôi mình quay qua một đoạn này thôi. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.